Chào các em học sinh lớp 10. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề thi giữa kỳ 2 môn hóa lớp 10 sách Chân trời sáng tạo. Nội dung đề thi gồm có 2 phần. Phần 1 trắc nghiệm 7 điểm gồm có 28 câu. Phần 2 tự luận 3 điểm gồm có 3 câu. Phần số 1 trắc nghiệm câu 1: phản ứng hóa học xảy ra trong thí nghiệm nào sau đây là phản ứng oxy hóa khử? Đáp án A: cho mẫu đá vôi vào dung dịch axit caloric, có nghĩa là CaCO3 này, tác dụng với HCl thì tạo thành là CaCl2 cộng cho khí CO2 và cộng cho nước. Thì đây là phản ứng trao đổi, do đó thì đáp án A này không phải là phản ứng oxy hóa khử. Vậy chúng ta loại đáp án A. Còn đáp án B, nhiệt phân MROH 2 lần thu được MRO màu trắng, thì MROH 2 lần này, nhiệt độ lên này, ra MRO cộng cho nước. Thì đây cũng là phản ứng phân hủy, thì nó không thay đổi số oxy hóa, do đó thì đáp án B loại luôn. Đáp án C, kim loại nhôm tác dụng với HCl có khí thoát ra, thì Al này cộng cho HCl tạo thành AlCl3 là nhôm clorua cộng cho khí hydro. Thì em thấy là chỗ này là nhôm số oxy hóa là 0 này, còn nhôm này là cộng 3, còn hydro trong HCl là cộng 1, còn hydro trong khí hydro là 0. Vậy thì nó có sự tan giảm số oxy hóa. Nhôm thì số oxy hóa tan từ 0 đến 3, còn hydro thì từ cộng 1 giảm xuống 0. Phản ứng mà có sự tan giảm số oxy hóa nó chính là phản ứng oxy hóa khử. Vậy câu số 1 chọn đáp án C. Còn đáp án D thì cho bọt nitrat tác dụng HCl thì nó tạo thành là bọt nitrat này, ArNO3 cộng cho HCl, trao đổi nó ra là gì đây? Nó ra ArCl cái tủa màu trắng và HNO3. Đây là phản trao đổi, do đó thì đáp án D cũng không phải là phản oxy hóa khử. D không phải là phản oxy hóa khử. Và ở đây chúng ta nhớ cái thầy này, phản ứng có đơn chất luôn là phản ứng oxy hóa khử. Chúng ta thấy đáp án C này có nhôm, thấy chưa? Nhôm là đơn chất này, do đó thì đáp án C luôn là phản ứng oxy hóa khử. Nhớ chưa? Rồi, chúng ta nhớ các mẹo thì cũng biết ngay đáp án C, khó phân tích. Câu số 2, quy tắc xác định số oxy hóa nào sau đây là không đúng. Đáp án A, trong đa số các hợp chất số oxy hóa của hydrogen là cộng 1, có nghĩa là số oxy hóa của nguyên tố hydro là cộng 1 á. Thì cái này đúng là sai này, đúng rồi, bôi nó chỉ luôn luôn cũng sai rồi chứ. Này đúng, đúng. Đáp án B, kim loại kiềm nhóm 1A đó luôn có số oxy hóa là cộng 1 trong hợp chất, thì cái này chính xác. Kim loại kiềm ở nhóm 1A thì luôn có số oxy hóa là cộng 1 trong hợp chất, đúng nè, chính xác. Đáp án C, oxygen luôn có số oxy hóa là -2. Cái chữ luôn nó nguy hiểm này chưa? Luôn -2 là nguy hiểm, là nó sai á, đúng chưa? Luôn không được luôn. Số oxy hóa của oxy không phải là luôn luôn là -2. Vì sao? Vì chúng ta có hợp chất oxy già này là H2O2, thì hydro là cộng mấy? Cộng 1 là cộng 2 chưa? Vậy thì oxy buộc phải là trừ mấy? Trừ 1 để tổng số oxy hóa một hợp chất này bằng 0. Do đó thì cái này là oxy là trừ 1 nè, cái chữ luôn là sai, đúng không? Vậy thì câu 2 là chọn đáp án C. Còn đáp án D, trong hợp chất flo có số oxy hóa -1 này, chính xác. Câu số 3, số oxy hóa của phosphor trong hợp chất pH3 là bao nhiêu? Thì anh hydro là cộng 1 này, là cộng 3 chưa? Đĩa bàn không thì phốt phao phải bằng -3. Vậy có ngay đáp án đúng là đáp án A. Câu 3 chọn A. Câu số 4. Số oxy hóa của nitơ trong hợp chất NH4+ là bao nhiêu? Các em nhớ nhanh thì mình biết ngay là NH4+ thì số oxy hóa là -3. Còn không thì làm như thầy nè. NH4+ dấu cộng ghi lớn nè. Thì thầy đặt x là số oxy hóa của nitơ chưa biết. Còn số oxy hóa của hydro cố định là mấy? Là +1. Thì tổng số oxy hóa của ion này là bằng mấy đây? Bằng +1 thôi nha. Và mình có là gì đây? X nhân cho nitơ chỉ số nó là 1 này, khổ ghi. Được cộng cho gì đây? Cộng cho +1 nhân cho 4 thì bằng mấy đây? Bằng +1. Từ đây mình tính được x bằng. Em thấy bên trái là +4 chuyển qua phải là 1 -4 là còn -3. Vậy thì số oxy hóa của nitơ trong NH4+ là -3, chọn đáp án C. Câu số 5. Sunfua trong hợp chất nào sau đây có số oxy hóa là +4. Câu này mà các em mình nhớ nhanh á thì chúng ta biết đáp án chính xác là đáp án D liền. Bởi vì chỗ này này oxy là -2 này, là -6 nha. Natri luôn là +1 bởi vì trong kim loại kiềm á, nhóm kim loại kiềm nhóm 1A đó thì kim loại kiềm luôn có số oxy hóa là +1, đúng không? Natri thuộc nhóm 1A, số oxy hóa luôn là +1. Vậy là em thấy là +2 ra, +1 × 2 là +2, -2 nhân 3 là -6, 2 mà -6 là còn -4. Vậy để hợp chất bằng, để tổng số oxy hóa hợp chất bằng 0, đúng không? Để tổng số oxy hóa của hợp chất bằng 0 thì buộc là Lewin phải là +4, đúng chưa? +4 + 2 + 6 -6 bằng 0 này. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. Còn không thì chúng ta làm giống như câu số 4 là thầy sẽ làm như sau này. Ghi là Na2HO3 này. Số oxy hóa của oxy là -2, của natri là +1, còn của lưu huỳnh ghi là x. Tìm x là xong thôi. Thì có làm +1 này nhân cho 2 rồi cộng cho x cộng cho -2 nhân cho 3 thì bằng 0, bởi vì tổng số oxy hóa của một hợp chất bằng 0. Vậy thì lúc này tính được là gì đây? X này là -6 này, này là +2 là còn -4, chuyển qua phải là bằng +4. X bằng +4. Vậy thì đáp án đúng sẽ là đáp án D. Câu số 6. Cho các hợp chất sau: SH2 oxit, SH2 clorua, SH3 hydroxit, SH3 oxit, SH2 sunfat số hợp chất trong đó SH có số oxy hóa +2. Rồi FeO này, đây này, FeO thì oxy là -2 thì SH là +2 này. Một chất được chưa? Tiếp tục là FeCl2 thì calo là -1 là -2 chưa? Để bằng 0 thì SH là +2 được 2 chất. Còn FeOH3 lần thì nhóm OH là quá trị là 1, do đó thì cả cái này là -1 này, nhân là -3 nha. -3 chỗ này phải là +3, +3 thì không được loại rồi. Tương tự cái này oxy là -2, -2 nhân 3 là -6, -6 thì cái này phải là -6 chia 2 là còn +3 này. Thấy chưa? Để cái này bằng 0 thì nó là +3. Cái này cũng không được loại luôn. Còn FeO4 nè, FeSO4 thì nhóm SO4 là quá trị 2, do đó cái nhóm này sẽ là chỗ này là -2 này, do đó chỗ này là +2. Vậy thì có 3 hợp chất mà xét có số oxy hóa +2. Vậy thì câu 6 này chọn đáp án là D. Câu số 7. Cho phương trình hóa học 2 lần H2X, đây là khí hydrosulfur, khí này có mùi trứng thối, có trứng thối rất là nhiều, trứng ong á, cộng cho 3O2, 3 phân tử khí O2 tạo ra 2 phân tử khí SO2 và cộng cho 2 phân tử nước. Khí SO2 chính là khí sulfur. Chất khử trong phương trình hóa học là, chúng ta đi tìm chất khử là xong thôi. Thì chất khử là chất mà nó có số oxy hóa của nguyên tố nó tan lên. Vậy em thấy này, hydro là +1, vậy thì nhân 2 là +2, phải lưu huỳnh phải bằng -2. Chỗ này là OC là -2 này, -2 là -4 thì lưu huỳnh là cộng 4. Em thấy là lưu huỳnh từ -2 lên cộng 4. Vậy sau đây số chìa khóa tan ra, tan từ -2 lên cộng 4 và nó là chắc khử. Vậy chắc chắn là OC này phải là chắc oxy hóa. Vì sao? Bởi vì OC là 0. Và OC trong này là trong nước và là trong SO2 đều là -2. Giảm chưa? Giảm chất oxy hóa. Vậy thì ở đây người ta hỏi mình là chất khử trong phương trình hóa học thì trả lời ngay là H2X. Vậy câu 7 chọn B. Tiếp theo là câu số 8. Chất bị oxy hóa, lưu ý này, chất bị oxy hóa chứ không phải là chất oxy hóa nha, bị oxy hóa. Thì chúng ta chú ý thầy là chất oxy hóa thì bị khử, nhớ chưa? Chất oxy hóa này, chú ý với thầy này, chất oxy hóa thì nó bị khử. Còn chất khử á, thì bị oxy hóa, chú ý, nhớ chưa? Chất oxy hóa thì bị khử, mà chất khử thì bị oxy hóa. Vậy thì ở đây người ta nói là đáp án chất nhường electron. À, chất khử là chất gì? Chất khử là cho electron hay là nhường electron, nhớ chưa? Chất khử là chất cho electron. Chú ý luôn này, chất khử là chất nhường electron hay là cho electron. Nhường, chất khử nhường electron. Đó. Còn chất oxy hóa là nhận electron. Chất oxy hóa là nhận electron. Đó, chú ý nghe chưa? Vậy thì câu 8 này khi mà biết được điều này thì chúng ta chọn ngay đáp án đúng là gì? Sẽ là đáp án A. Chất oxy hóa tức là chất khử, thì chất bị oxy hóa chính là chất khử, mà chất khử thì nhường electron. Vậy câu 8 này chọn đáp án A. Chúng ta phải thuộc nguyên hệ thống này thì chúng ta mới chọn được đáp án. Câu số 9. Copper là đồng á, có trị 2. Copper oxit COO này bị khử bởi ammonia NH3 ammoniac theo phản ứng là NH3 cộng CO nung nóng tạo ra đồng, khí nitơ và nước. Để hỏi mình là tổng hệ số cân bằng tối giản của phản ứng là bao nhiêu thì chúng ta phải đi cân bằng thôi. Đầu tiên thầy xác định số oxy hóa của nitơ trong NH3 là hydro là cộng 1 nhân là cộng 3 nha, cộng 3. Thì nitơ chỗ này là -3. Còn đồng ở trong này là cộng 2 này. Đồng ở đây đơn chất là 0. Nitơ đơn chất là 0. Vậy thì nitơ thì -3 xuống 0 là nó sẽ là tan chưa? Lên 0 là tan. Vậy NH3 là chất khử. Còn đồng cộng 2 mà xuống đồng 0 thì nó là giảm chất oxy hóa. Thấy chưa? NH3 chất khử còn CO chất oxy hóa. Thầy sẽ viết các quá trình oxy hóa khử. Đầu tiên là NH3 này, là nitơ là -3. Nó tan lên là nitơ là 0. Chúng ta cân bằng chỗ này sẽ là gì đây? Chỗ này sẽ là 2 lần, bởi vì nó có 2 nitơ thì bên trái sẽ là 2 nitơ. Đúng chưa? Rồi. Đồng á, đồng này, CO là cộng 2 này. Về CO0 là giảm. Rồi chúng ta để đây. Nitơ từ -6 này, thấy không? 2 nhân -3 -6 mà về nitơ 0 á thì nó sẽ sau đây. Nó tan chưa? Nó tan thì nó nhường 6A. Nhường 6A. Nó gây bên trái cũng được, gây bên phải cũng được, chuyển qua phải cũng được. Chuyển qua phải thì cộng 6A. Còn đồng cộng 2 mà về cộng đồng 0 á thì chúng ta sẽ nhận nhường là tan, mà nhận sẽ giảm. Vậy tới đây tỷ lệ đây là 62 rút gọn còn 31 thì 3 nhân cho chỗ dưới này, còn 2 nhân còn 1 nhân ở đây. Đó. Rồi bây giờ điền thôi. Ghi lại ở đây. Lên NH3 này cộng cho COO tạo ra là CO cộng khí nitơ và cộng cho nước. Số 1 đây, 1 nhân vô đây. còn số 3 nhân cho đồng, vậy đồng là 3 này, đồng trước đây cũng 3 này, đúng không? Vậy 1 nhân đây là có, đây có 2 nita, nhân 1 nhân 2 là 2 nha. Điện là số mấy? Điện là số 2. Rồi, số 2 nita đủ rồi. Giờ điện hydro này. Hydro trước là 6, 3 nhân 2 là 6, lấy 6 chia 2 được 3. Đếm oxy mà đủ là ok. Oxy bên trái là 3, oxy bên phải là 3 đủ rồi. Tổng hệ số thì chúng ta lấy gì đây? 2. Cộng này là 3. Cộng này là 3. Cộng chỗ này là 1. Và cộng này là 3 nữa. 2 cộng 1 là 3. Rồi 3 cộng 3 cộng 3 nữa là bằng 9, 9 với 3 12, tổng là 12. Vậy thì câu 9 này chọn đáp án là B. Câu 9 chọn B. Câu số 10. Nguyên tử carbon trong hợp chất nào sau đây vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxy hóa khi tham gia phản ứng hóa học? Thì cái này chúng ta nhớ như vậy nè, nhớ như bài giải dễ này. Thì có cái trục đây, trục này, đây là số 0, carbon này, số 0 này, và carbon thì nó có số oxy hóa là 0 này, rồi cộng 2, tên là cộng 2 hoặc là cộng 4, thấp nhất là trừ mấy, trừ 2. Vậy thì anh carbon này là 0 này, anh có thể lên được cộng 2, lên cộng 4, rồi có thể xuống được trừ 2. Vậy thì anh ở giữa này, đúng không? Do đó thì anh có thể tan được và giảm được. Vậy thì nó tan vừa giảm. Do đó thì đáp án A là đáp án đúng cho câu số 10. Bởi vì nó có thể lên được, có thể xuống được. Do đó thì hiện vừa tính khử, vừa tính oxy hóa. Chẳng hạn như vậy, chẳng hạn như thầy có là carbon này tác dụng với hydro, khi hydro tạo ra CH4 này. Thì carbon này là 0, thì đây là hydro là cộng 1, thì cộng 4 thì carbon là trừ 4 này, và là giảm ra, và nó chính là chất oxy hóa. Và có thể carbon nó cộng với khí oxy T độ này, nó tạo thành là khí CO2, thì carbon này là 0, carbon trong CO2 là cộng 4 và nó tan, chất chính là chất gì? Chất khử đó. Và nó có vừa tan vừa giảm, do đó thì nó chính là vừa thể hiện tính oxy hóa vừa thể hiện tính khử. Câu số 11 cho các phản ứng sau gồm có 4 phản ứng ABCD. Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử. Câu này thì chúng ta nhớ cái mẹo là câu này làm rất là dễ luôn. Em nhớ cho thầy như vậy này. Đây. HCl tác dụng với ai không cần biết mà hãy tạo ra được khí hydro. Thì HCl sẽ là chất gì? Chất oxy hóa. HCl khẳng định ngay là chất oxy hóa. Đây, minh chứng này. Hydro trong HCl là cộng 1, còn hydro trong H2 là 0. Em thấy từ cộng 1 giảm xuống 0. Nó chính là chất oxy hóa rồi. Chất oxy hóa là chất có số oxy hóa giảm. Còn nếu HCl mà tạo ra khí clo thì chắc chắn là một điều là HCl là chất gì? Chất khử. Đó, nhớ nhanh như vậy luôn. Không cần xác định số oxy hóa vậy. Chỉ cần nhớ như vậy là xong. Đây, clo trừ 1 về clo 0 là tan chưa? Tan. Và chất khử. Và nhìn đây, để hỏi chất khử đúng không? Tính khử đúng không? Tính khử. Tính khử là chất khử á. Vậy kiểm tra nó, tính khử tạo ra khí clo. Rồi. Thằng A được này, 1 thằng, thấy chưa? Thằng C nữa là 2 thằng. Rồi xong, có đáp án là đáp án A liền, rất là nhanh, không cần xác định số oxy hóa của từng chất trong phản ứng, từng nguyên tố trong phản ứng rất là lâu. Vậy câu số 11 chọn đáp án A. Câu số 12. Câu số 12 này. Cho 6,4 gam đồng tác dụng hết với lượng dư dung dịch H2S4 đạt nóng thu được V lít khí SO2 ở điều kiện chuẩn nha, ở điều kiện chuẩn chứ không phải là tiêu chuẩn. Một số em là nhầm lẫn là tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là nhân cho 22,4, còn điều kiện chuẩn là nhân cho 24,79. Nhớ chưa? Chú ý như vậy đó. Giá trị của V là bao nhiêu? Thì ở đây kim loại đồng tác dụng với axit đạt sulfuric acid sulfuric đạt tạo cái SiO2 thì chúng ta nhớ cái định luật bảo toàn ở trong là hóa trị nhân mol kim loại sẽ bằng 2 lần mol SiO2, bởi vì anh lưu huỳnh trong SiO2 là nó nhận 2A đó. Hóa trị nhân mol kim loại bằng số A nhận nhân mol khí, số A nhận nhân mol khí mà khí chính là SiO2, SiO2 nhận 2A. Và ở đây thì đồng còn 2 quách đồng có trị 2 nha, đồng có trị 2, lấy có trị 2. Mol đồng thì bằng má nhỏ là 6,4 còn má lớn là 64. Má nhỏ chia má lớn, mol bằng má nhỏ chia má lớn bằng 2 nhân cho mol SiO2 là bằng thể tích nó là gì? Thể tích chia cho 22,4 mà ở đây là điều kiện chuẩn, cho đó chúng ta chia cho 24,79, số 2 bỏ đi. Vậy em thấy là cái này còn gì đây? 64 chia 64 là 0,1, vậy là V chia 24,79 bằng 0,1, vậy thì V sẽ bằng 24,79 nhân 0,1 sẽ bằng là bao nhiêu? 2,479, rất là nhanh, không cần bấm máy. Đó. Do đó thì câu 12 là chọn đáp án B. Và ở đây thầy nhắc luôn cho em kiến thức chỗ này nè. Chúng ta nhớ này, V á, thể tích của một chất khí nào đó, V chất khí A này, đó. Thì bằng N. Nếu mà đề cho điều kiện tiêu chuẩn á, nhớ là điều kiện tiêu chuẩn thì mình nhân cho 22,4. Còn nếu mà đề cho mình á là điều kiện chuẩn, nhớ là điều kiện chuẩn nghe chưa, điều kiện chuẩn thì các em nhân cho thầy là 24,79. Còn nếu đề bác tính thì tất chất khí này mà ở điều kiện thường, điều kiện thường thì chúng ta nhớ là N nhân cho 24, nhớ chưa, điều kiện thường nhân 24, điều kiện chuẩn nhân 24,79, còn điều kiện tiêu chuẩn là nhân cho 22,4. Rồi ok. Câu 13. Cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa 30 ml HCl. Sắt phản ứng với HCl theo phương trình hóa học sau: Fe + 2HCl tạo FeCl2 cộng cho H2, nhận xét nào sau đây là đúng? Nhận xét nào sau đây là đúng? Lưu ý nha. Thì đáp án A, sắt nhường A trong nên là chất bị khử. Đây, ghi rõ ràng này, thể thấy này, Fe này cộng cho HCl tạo ra FeCl2 cộng cho H2, căn bằng này là 2 lần này. Sắt từ 0 lên cộng 2 chưa? Do calo này trừ 1 nhẩm là -2, -2 thì buộc phải là cộng 2 để số oxy hóa hợp chất này bằng 0. Hiểu chưa? Vậy thì sắt là từ 0 lên cộng 2, nó chính là chất khử. Vậy thì em thấy là HCl mà từ tạo thành hydro thì nó là chất gì? Oxy hóa rồi. Đó, nhớ nhanh luôn, đúng không? Chất oxy hóa. Rồi. Đáp án A này, sắt nhường A trong. Nhường A trong thì nó là chất khử. Chất khử thì bị oxy hóa mới đúng chứ không phải bị khử, thấy chưa? Bị khử là sai chưa? Chỗ này phải bị oxy hóa. Chất khử thì bị oxy hóa mới đúng, và cái này là sai rồi. Chưa? A là sai. Đón B, ion H cộng nhận A trong nên là chất oxy hóa, đúng rồi. H cộng 1 này. Tan không chưa? Giảm không chưa? Chất oxy hóa. Mà nó nhận mấy A trong này. H cộng nó sẽ là gì đây? Nhận 2A trong tạo ra khí hydro. Đúng chưa? Nhận 2A trong. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. Còn đáp án C, quá trình oxy hóa 2H cộng 2A tạo ra H2, đây là quá trình oxy hóa là sai. Quá trình oxy hóa là quá trình nhường A. Nhường A phải nhận A, đây là quá trình khử rồi. Dạ, cái này sai. Còn quá trình khử, cái này là quá trình khử này. Quá trình khử là quá trình sẽ là quá trình cho A, có nghĩa là sát này nó cho 2A để tạo ra là Fe cộng 2, thấy chưa? Đây là quá trình oxy hóa. Đây là chính là quá trình oxy hóa. Còn quá trình mà nhận A là quá trình khử. Vậy câu 13 chúng ta kiểm soát là đáp án gì? Đáp án B. Câu 14. Cho phương trình hóa học A lần nhôm này cộng B lần H2O4 tạo ra C lần A là 2x4 3 lần cộng D lần x của 2 cộng E lần nước, tỷ lệ A chia B. Thì chúng ta đi căn bàn phóng này là xong thôi. Đầu tiên chúng ta xác định số oxy hóa này. Nhôm số oxy hóa là 0 này, đơn chắc là bằng 0 này. Trong này là nhôm là cộng 3 này. Chỗ này là lưu huỳnh trong SO2 là cộng 4 này. Còn lưu huỳnh trong SO4 là cộng 6. Đó. Chúng ta có các quá trình oxy hóa khử là nhôm từ 0 lên cộng 3. Nó sẽ nhường 3. Thầy thích gây bên trái nó dễ hiểu hơn, là nó cho thấy dấu trừ ra. Còn em thích đi qua phải. Nó nhường là cho mà, là trừ mà. X cộng 6 xuống x cộng 4 thì nó sẽ nhận lấy 6 trừ 4 còn 2. Cái đây là 0 trừ 3 là trừ 3 này. 6 trừ 4 bạn lấy đằng trước trừ đằng sau là 6 trừ 4 còn 2, nhận 2A. Rồi mình nhân đây. Nhân trước nhân sau được nữa. Nhân lại mấy này. Cái đây là 32, nhân lại cho 2. Nhân cái này cho 3. Rồi. Rồi chúng ta ghi lại này, AL cộng cho H2XO4 tạo ra là AL2XO4 3 lần cộng cho XO2 và cộng cho nước. Rồi số 2 điền cho ai? Điền cho nhôm này. Điền số 2 đây. Bên trái vẫn phải đủ rồi. Số 3 điền cho XO2 với X cộng 6, nhưng mà lưu ý là mình căn bàn lưu huỳnh đằng sau trước, nghe chưa? Căn bàn XO2 vô đây. Và điền là số 3. Bây giờ đếm nè. Đằng sau là 3 lưu huỳnh. Với 3 này là 6, và điện này là 6 lần H2X4. Phải là 12 euro thì buộc cái này phải là 6 nước, 12 chia 2 bằng 6 nước. Đúng rồi. Chúng ta cái đếm oxy mà đủ là ok. Oxy bên phải là 12 nè, bữa 6 18, bữa 6 là 24. Bên trái là 64 24 đủ rồi. Vậy thì tỷ lệ A anh là mấy? A là 2, B là mấy? A là bằng 2 này, B bằng 6. Vậy là A phần B, tỷ lệ A phần B chính là 2 phần 6, 1 phần 3. Vậy câu 14 chọn đáp án là C. 14 chọn C. Câu 15 này. Cho các phản ứng sau. A là phản ứng nhiệt phân COH 2 lần tạo ra COO này. B phản ứng trung hòa axit tác dụng với 3 giờ. C phản ứng nung clinker xi men. Đón D là phản ứng oxy hóa glucose trong cơ thể. Số phản ứng thu nhiệt là, thì đây trong 4 phản ứng này số phản ứng thu nhiệt chính là phản ứng gì đây? Phản ứng trung hòa là phản ứng thu nhiệt, nhớ chưa? Vậy một thằng này. Và tiếp theo phản ứng thu nhiệt tiếp theo sẽ là phản ứng oxy hóa glucose trong cơ thể. Chỉ có B và D thôi. Chưa? B và D là phản ứng thu nhiệt, còn A là phản ứng tỏa nhiệt, C là phản ứng tỏa nhiệt. Vậy thì câu 15 là chọn đáp án B. Câu 16 cho phản ứng là 2H2 cộng O2 tạo ra 2 lần H2O. Cho mình là delta R H0298 bằng âm 483,64 kJ. Có nghĩa là cho mình là biến thiên entropy. Để hỏi mình là entropy tạo thành chuẩn của nước là bao nhiêu? Thì chúng ta nhắc công thức này. Delta R H0298 thì bằng lượng nhiệt tạo thành sản phẩm á, trừ đi lượng nhiệt phản ứng, nghĩa là chất ban đầu á, thì bằng như đây, sản phẩm ở đây là có là 2 lần delta F H0298 đem trừ cho chất ban đầu á là delta F nè H0298 H2 trừ tiếp cho delta F H0298 O2 thì hai cái này bằng 0 rồi. Thấy chưa? Của đơn chất bình vẫn là bằng 0 rồi. Còn cái này là bao nhiêu đây? Cái này thì chúng ta phải chia cho mấy đây? Cái này thì đằng trước cho rồi mình là âm 483,64 này bằng 2 lần delta F H0 298. Đây là nước nha, đây là của nước này đó, của nước. Vậy thì chia cho 2 là xong thôi. Mình suy ra delta F H0 298 của nước là bằng âm 483,64 đem chia cho 2. Âm 483,64 nè chia cho 2 thì nó ra là 241,82. Nó ra là âm 241,82, đúng chưa? Đơn vị là kilo trên mol. Vậy thì câu 16 này, đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Chúng ta nhớ là lấy nhiệt tạo thành sản phẩm trừ nhiệt tạo thành chất ban đầu. Sản phẩm ở đây là nước, còn ban đầu ở đây là khí hydro và khí oxy. Câu 17. Số oxy hóa của sunfua hay của lưu huỳnh á trong ion, trong anion XO3 hay trừ. Đây, XO3 hay trừ. Thì lưu huỳnh đây là chưa biết là x nè. Số oxy hóa của oxy là -2. Vậy thì chúng ta có là x cộng cho -2 nhân 3 là -6 thì nó bằng -2. XO3 hay trừ thì số oxy hóa là -2. Vậy thì x sẽ bằng cộng 4. Do đó thì số oxy hóa của lưu huỳnh là cộng 4 thì đáp án đúng là đáp án B. Câu 17 chọn B. Câu 18. Cho phản ứng sau khí hydro, khí clo tác dụng với nhau tạo ra 2 lần HCl, cho mình delta R rồi. Hỏi là phản ứng này là thu nhiệt hay tỏa nhiệt, hay là phản thế, hay là phản phân hủy? Thì đây là thế phân hủy là sai, bởi vì nó có nhiệt độ thế ra, nó có liên quan tới nhiệt. Do đó thì ở đây chúng ta loại đi, loại thằng D và loại thằng C. Và chúng ta nhớ này, delta R H mà lớn không thì nó là phản thu nhiệt, thấy chưa? Phản thu nhiệt. Còn nếu mà nhỏ hơn không thì phản tỏa nhiệt. Và ở đây thì nhỏ hơn không rồi, delta RH0298 nhỏ hơn không, âm là nhỏ hơn không rồi, nhỏ hơn không thì nó thuộc là phản tỏa nhiệt. Do đó thì câu 18 chọn đáp án B. 18 chọn B. Câu 19. Nhiệt kèm theo là nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của một phản ứng hóa học ở áp suất không đổi và thường ở một nhiệt độ xác định, gọi là gì đây? Gọi là biến thiên entropy của phản ứng. Do đó thì câu 19 này chọn đáp án là D. 19 chọn D. Tiếp theo là câu 20. Dẫn khí SO2 vào 10 ml dung dịch kali permanganate, đây chính là thuốc tím này. Nồng độ là 0,02 mol lít. Đến khi dung dịch vừa mất màu tím, phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau. Đây, sơ đồ này. Điều cầu là tính thể tích SO2 đã tham gia phản ứng ở điều kiện chuẩn nha. Điều kiện chuẩn là cái mol nó thể tích là bằng mol nhân cho 24,79 á. Và đầu tiên thì chúng ta phải lưu ý, chúng ta phải đi cân bằng trước rồi đã. SO2 nè cộng cho KMNO4 nè cộng cho nước thì tạo thành là H2SO4 cộng cho K2SO4 và cộng cho MnSO4. Thì đầu tiên chúng ta xác định số oxy hóa của lưu huỳnh trong SO2 là cộng 4 này. Lưu huỳnh trong hai cái này, hai chất sau này đều là cộng 6, xác định một chất thôi. Mangan trong này là cộng 7 này. Bởi chỗ này là oxy -2 là -8, kali cộng 1. -8 1 là còn -7 thì buộc phải là mangan cộng 7. Mangan chỗ này là SO4 là -2 thì mangan là cộng 2. Vậy thì lưu huỳnh từ từ cộng 4 lên cộng 6 là nhường 2 ở trong này. Còn mang gân từ cộng 7 về cộng 2 là nhận 5, đúng không? 5. Vậy 5 điền ở đâu? Số 5 phải điền cho thẳng xo2. Nhẩm nhanh nha. Nhẩm nhanh. Số 5 điền cho xo2. Còn số 2 điền cho ai? Điền cho thẳng k mà nậu 4 nè. Vậy thì nó có 2k, chỗ này 2k đủ rồi. Vậy là 2 mang gân thì buộc cái này phải là 2 lần mà n xo4 cho nó đủ 2 mang gân. Bây giờ đếm lưu huỳnh là xong. Bên phải là ổn định đó. Bên phải là ok rồi. Đếm này lưu huỳnh này, 2 1 là 3. 3 1 là 4. À, chỗ này từ từ khoan. Chỗ này là bây giờ phải kiểm soát nè. Kiểm soát chứ không là sai á. Bây giờ kiểm tra thử, nếu mình điền ở đây là số bên phải là 4 lưu huỳnh đúng không? Điền số 4 vào đây là đến 5 lần đúng không? 5 lưu huỳnh không được rồi. Phải kiểm soát chỗ hero này. Hero phải canh lên, bây giờ canh lên chỗ này lên 2 đi. 2 lần nước này. À, từ 2 lần nước là 4 hero. Thì này là 4 là đủ, đây là đủ rồi. Căn bàn đi 2 này. Đây là 2. Vậy là đếm oxy đủ là ok. Bên trái là 10, 10 8 18, 18 với 2 là 20. Chỗ này là 8, 8 với 4 12, với 8 đủ 20 rồi. Vậy được, vậy căn bàn xong rồi. Bây giờ bước tiếp theo là tính thể tích khí SO2. Thì chúng ta có được cái mol KMNO4 như đây. Tính luôn cái mol KMNO4 này, mol KMNO4 là chúng ta lấy cái nồng độ nhân thể tích. Nồng độ của nó là 0,02 nhân V là nhân cho 10 chia cho 1000. Đổ ra lít đó, đúng chưa? Nhân 1000. Chỗ này là bao nhiêu đây? Sẽ là 0,02 nhân 10 chia 1000. Nhân chéo ở đây, tính được cho thằng xo2 là như đây. Là 0,02 nhân 10 chia 1000. Rồi nhân thêm cho 5, rồi phải chia cho mấy nữa? Chia cho 2 nữa. Nhớ chưa? Phải chia cho 2. Rồi có được xo2 rồi, yêu cầu tính như đây. Yêu cầu tính thể tích đúng không? Thể tích thì chúng ta nhân thêm cho, mà nhớ thể tích là điều kiện chuẩn này, là lấy VxO2 này ở điều kiện chuẩn. Bàn số mol nó là nhân cho gì? Nhân cho 24,79. Vậy lấy 0,02 này nhân cho 5. Rồi chỗ này là chia 100 là chia 1000 nè, chia thêm cho 2 nữa là tổng cộng là chia cho 2000. Đúng chưa? Chia 2000. Sau đó thì mình sẽ nhân cho chỗ này có 10 nữa chưa? Có 10 nữa. Nhân thêm cho 10 nữa nè. Thiếu số 10 rồi. Và nhân cho 24,79. Bấm máy là có số. Rồi 0,02 nhân cho 5 nhân 10 là 50. Chia cho 2000. Và nhân tiếp cho 24,79. Thì nó ra gì đây? 1 2 từ từ. Khoan, sai chỗ nào đâu. 10 nhân 1 nhân 0,02 nhân 10 nè. Nhân cho chia cho 1000 nhân 5. Đúng không? Chia cho 2. Chia cho 2. Phải không? Là 1/2. Đây là phải không, từ đó. 0,02 nhân cho 50 à. Bằng 1 đúng không? Vậy là 1/2, cái đây 1/2000 nè. À, tính lại. 0,02 này. Nhân cho 5 nhân 10 50, nhân cho 50. Rồi chia cho 2000. Nhân tiếp cho 24,79. À, nó ra chỗ này là lít rồi, đúng rồi. Ra này là 0,0 nè. 0,12395. Đây là lít. Mà ở đây thì đề yêu cầu mình là đây là ml đúng không? Có lít có ml. Vậy thì D là không phải cái này. À, không phải loại này. Vậy nhân thêm 1000 nữa. Nhân thêm 1000 nữa chưa? Đảo sang là ml á, nhân 1000 nữa. Nhân 1000. Thì nó ra là 12,395 ml. 12,395 ml. Đó. 12,395 ml này. Do đó thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. Đó, căng thẳng chưa? Rồi tiếp theo câu 21. cho phản ứng CaCO3 tạo thành là CO, nung đây có tê độ này tạo thành CO và khí CO2. X là trạng thái ráng nha, X là ráng, còn G là khí. Ở điều kiện tiêu chuẩn, ở điều kiện chuẩn, biến thiên entropy của phản ứng là biết nhiệt tạo thành, đơn vị là kilojoules trên mol của CaCO3, CO và CO2 lần lượt là âm 1207, âm 635 và âm 393,5. Người ta bắt mình tính biến thiên entropy mà theo nhiệt tạo thành thì nó bằng gì? Nhiệt sản phẩm, đúng không? Bằng sản phẩm trừ đi cái ban đầu. Đó. Vậy thì delta gì đây? Delta R này, H0 298. Thì bạn nhiệt tạo thành sản phẩm là bạn delta F H0 298 của CO này cộng cho delta F H0 298 của khí CO2, đem trừ đi sản phẩm trừ ban đầu là CaCO3 delta F H0 298 của CaCO3. Rồi thay số vào là xong, thay số vào thì cái CO là bao nhiêu, ứng với gì đây? CO là ứng với âm 635, chú ý nghe chưa, chú ý là âm 635 này, đem cộng cho cái thằng CO2. CO2 là bao nhiêu? CO2 là cuối cùng ứng với âm 393,5, âm 393,5. Còn thằng CaCO3 là đầu tiên là trừ 1207, phải trừ cho trừ 1207. Chúng ta bấm máy là nó có số liền, âm 635 này rồi trừ cho 393,5, 393,5 rồi trừ cho trừ của 1207 thì ra một con số là 178,5. Bằng 178,5, đơn vị là kilojoule, đơn vị của biến thiên entropy là kilojoule. Do đó thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án A. Người ta thường ghi là cộng 178,5. 21 chọn A. Rồi tiếp theo câu 22. Cho các phát biểu sau. Để hỏi là số phát biểu đúng. Chúng ta tìm số phát biểu đúng là sao? Đáp án A, phát biểu A này, tất cả các phản ứng cháy đều tỏa nhiệt. Này chính xác, tất cả các phản ứng cháy đều tỏa nhiệt, chính xác ra đúng này. À đúng. Phát biểu B, phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt, này chính xác, định nghĩa sách giáo khoa có. Này đúng chưa? B đúng. C là tất cả các phản ứng mà chất tham gia có chứa nguyên tố oxygen đều tỏa nhiệt, cái này là sai. Có một số chất, một số phản ứng không phải. Sai chưa? Này là sai. D, phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt. Lưu ý là giải phóng là thuộc về dạng là tỏa nhiệt, còn thu nhiệt là hấp thụ năng lượng. Và cái này là đúng rồi. E, lượng nhiệt mà phản ứng hấp thụ hay giải phóng phụ thuộc vào điều kiện thực hiện phản ứng và thể tồn tại của chất trong phản ứng, cái này là sai. Sai nha. G, sự cháy của nhiên liệu xăng, dầu, khí ga, than, gỗ v.v. là những ví dụ về phản ứng thu nhiệt vì cần phải khơi màu. Cái này cũng sai luôn. Vậy thì có là A, B và D đúng. Đúng không? Vậy thì cái này có 3 phát biểu đúng. Vậy 22 chọn C. Câu 23. phát biểu nào sau đây đúng? A. Điều kiện chuẩn là điều kiện phản ứng, điều kiện ứng với áp suất 1/3. Chúng chính xác này, chính xác rồi. Và thường này phải chắc khí thôi, chắc khí nha, chắc khí mới được. Nồng độ là 1 mol/lít, nồng độ phải là 1 mol/lít này. Đối với chất tan trong dung dịch. Và nhiệt độ thường được chọn là 298 K. Nhiệt độ ở đây là 25 độ C á. Nhiệt độ ở đây là 25 độ C. Vậy thì đáp án A là đáp án hoàn toàn chính xác. Vậy 23 chọn A. Tiếp theo là câu 24. Phản ứng luyện gan trong lò cao xảy ra theo sơ đồ sau: Fe2O3 tác dụng với CO tạo ra sắt và khí CO2. Từ 1 mol Fe2O3 và 1 mol CO, giả sử chỉ xảy ra phản ứng theo sơ đồ trên với hiệu suất là 100% thì giải phóng một lượng nhiệt là: biết nhiệt tạo thành chuẩn của Fe2O3, của CO, của sắt, của CO2, đơn vị là kilojoule trên mol, lần lượt là -824,2, -110,5, 0 và -393,5. Điều cầu mình là tính gì đây? Tính cái biến thiên entropy á, entropy chưa? Biến thiên entropy. Thì có công thức gì đây? Delta R H0 298. Ở đây thì điều cầu là giải phóng một năng lượng bao nhiêu, đúng không? Thì chúng ta phải tính được cái biến thiên entropy trước đã. Thì nó bàn gì đây? Bàn cái lượng nhiệt sản phẩm trừ lượng nhiệt chất ban đầu, đúng không? Sản phẩm ở đây là sắt và CO2. Thì bàn đây căn bàn chưa căn bàn chưa? Căn bàn đó. Đây hai sắt này, căn bàn đây là 2 lần này. Đó. Ở đây có 3 oxy, chỗ đây số điện là 3 CO và 3 CO2 đủ. Vậy thì sắt ở đây là delta F này, của delta F H0 298 của sắt này. Và đây thì sắt hệ số 2, ghi 2 trước, 2 nhân á. Rồi cộng cho thằng CO2 này là 3 lần delta F H0 298 của khí CO2 trừ đi chất ban đầu là delta F của H0 298 Fe2O3 này. Rồi trừ tiếp cho 3 lần delta F H0 298 của khí CO. Rồi thay số vào, thay số vào. Sắt thì sắt là bằng 0 đúng không? Sắt bằng 0. Vậy 2 nhân 0, đúng không? 2 nhân 0. Cộng cho 3 nhân cho CO2. CO2 thì cuối cùng đây là trừ 393,5. CO2 là -393,5. -393,5. Rồi trừ cho Fe2O3 là bao nhiêu? -824,2 trừ cho trừ của 824,2. Rồi trừ cho 3 lần CO. CO là bao nhiêu? CO là thứ hai này, là -110,5 trừ cho 3 nhân -110,5. Rồi chúng ta bấm máy thôi. 2 nhân 0 bằng 0 rồi. Vậy là 3 nhân cho trừ 395. 3 nhân cho trừ này 393, đúng không? 393, 393,5 á. Đúng chưa? 393,5. Ok. Rồi trừ cho trừ là cộng đi. Cộng cho 824,2. Rồi trừ cho trừ thành cộng này, cộng cho 3 nhân cho 110,5. Thì nó ra một con số là -24,8. -24,8. Đúng chưa? âm 24,8. Vậy thì chúng thấy này, từ một mol Fe2O3 và một mol CO thì đây tỷ lệ này em thấy là lấy 1 chia cho 1 này, còn ở đây là 1 chia cho 3 thì chứng tỏ là CO là hết, đúng không? CO là hết, còn Fe2O3 là dư, đúng không? Vậy từ một mol Fe2O3 và một mol CO á thì nó giải phóng một cái lượng nhiệt sẽ là bao nhiêu? Sẽ là lấy 24,8 này chia cho 2, đúng chưa? Chia cho 2, chia cho 3, được chưa? Này số 3 này, thấy không? Đó, phải chia cho 3. Vậy thì lúc này lượng nhiệt giải phóng lượng nhiệt là sẽ là giải phóng lượng nhiệt sẽ là gì đây? Sẽ là 24,8 đem chia cho 3. Chia cho 3 thì nó được là 8,2666 này. Ở đây làm tròn 8,2 gì? 8,27 á, yeah, sắp xỉ là 8,27 này. 8,27. Đơn vị là kilojoule. Và nó giải phóng một lượng nhiệt sẽ là 8,27. Vậy câu 24 này chọn đáp án là A. Chúng ta nhớ chia cho 3 nha, không chia 3 là sai á. Câu 25. Cho phản sau CH4 cộng cho CL2 tạo ra CH3CL cộng cho HCl. Biến thiên entropy chuẩn của phản trên tính theo năng lượng liên kết là entropy, mà tính theo năng lượng liên kết á, thì chúng ta lấy là năng lượng liên kết lúc đầu ban đầu á trừ năng lượng liên kết lúc sau, hay là sản phẩm, thấy chưa? Lấy đầu trừ sản phẩm, vậy chúng ta kiểm tra này, đáp án A là loại đi, bởi vì nó không liên kết thì năng lượng liên kết thì AB, A đúng không, liên quan tới A, mà ở đây F là không phải rồi, chưa? Yeah. Vậy đây cũng loại luôn, B loại luôn này. Vậy còn hai đáp án là C và D. Thì chú ý là lấy năng lượng liên kết ban đầu trừ đi sản phẩm. Ban đầu là CH4 calo và sản phẩm là CH3CL và HCl, lấy ban đầu trừ sản phẩm. Nếu ban đầu trừ sản phẩm thì đơn C đúng thôi chưa? Đơn C đúng. Có nghĩa là các bạn AB CH4 cộng AB CL2 trừ đi sản phẩm là ABCL3 ABCH3CL rồi trừ cho ABHCL. Vậy thì đó đúng sẽ là đáp án C. Câu 26. Câu 26 này. Cho phản ứng sau. Phản này. Biến thiên entropy chuẩn của phản ứng là. Thì để tính biến thiên entropy chuẩn của phản ứng mà cái này đúng không? Mà theo cái năng lượng liên kết là AB này thì chúng ta lấy là năng lượng liên kết lúc ban đầu trừ năng lượng liên kết lúc sau, đúng không? Ban đầu là hydro H2 và Cl2 này. Vậy thì delta R này H0298 sẽ bằng ban đầu đây là bằng cái delta nha, bằng A chứ, bằng A, xin lỗi, AB của H với H, H2 viết cấu tạo ra là H với H này, được chưa? Đó, căn bằng đầu nghe chưa? Cộng gì đây? Cộng cho năng lượng AB này, AB của CL với CL, đây là CL, nó gạch CL với CL, ok chưa? Trừ đi cái sản phẩm là trừ đi AB của H với CL, đây có hệ số 2, ghi 2 nhân 2 nữa, rồi thay số vào nha, thay số vào đây. H với H thì năng lượng bao nhiêu đây? Sẽ là 436. CL với CL là 243, cộng 243 trừ cho 2 nhân cho AB của H với CL thì nó là 432. Chúng ta bấm máy. 436 cộng 243 cộng 432 thì đáp án là 721, phải không? À, chỗ này có dấu trừ mà, trừ nhầm rồi. Trừ 432 nha. Trừ 432 thì bạn âm 143. Kiểm tra cho chính xác nè. À, thiếu số 2, thêm người xíu số 2 nữa. 2 nhân cho 432. 2 nhân này. Ô sao kìa. Chỗ đầu tiên sai rồi. 436 mà ghi 46. 436 cộng 243 trừ 2 nhân 432 đúng rồi. Âm 185. Âm 185 đơn vị là kJ. Vậy thì câu 26 này chọn đáp án là D. Câu 27. Phản ứng nào sau đây có thể tự xảy ra ở điều kiện thường? Đáp án A là nhiệt phân kali clorat thì ở đây phải dùng nhiệt độ rồi, cái này không phải loại đi. Đáp án B là phản ứng giữa hydro và oxy trong không khí là phải có nhiệt độ rồi, cái này sai loại luôn. Đáp án C phản ứng giữa magie và dung dịch H2O4 loãng, đây là không có điều kiện xảy ra nhiệt độ thường luôn, do đó thì 27 chọn C. Còn đáp án D là phản ứng nhiệt phân thuốc tím thì phải có nhiệt độ rồi, có xúc tác nữa, do đó thì ABD là không được loại này, chỉ có C thôi, 27 chọn C. Câu trắc nghiệm cuối cùng là câu 28. Phản ứng tỏa nhiệt là gì? Phản tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt, nhớ chưa? Phản tỏa nhiệt là phản giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt. Do đó thì câu 28 này chọn đáp án là B. Và là xong. Chúng ta vừa kết thúc xong phần trắc nghiệm, bây giờ chúng ta giải phần tự luận phần số 2. Câu 29. Câu 29. Trong phòng thí nghiệm, khí clorin có thể được điều chế bằng cách cho MnO2 tác dụng với HC là đạt đun nóng. Phản ứng hóa học xảy ra theo sơ đồ sau. MnO2 cộng HC là tạo ra MnCl2 cộng khí clo và cộng cho nước. Câu A yêu cầu lập phương trình hóa học, có nghĩa là căn bàn á, của phản ứng theo phương pháp than bàn electron và chỉ rõ chất khử chất oxy hóa. Nhớ chỉ rõ chất khử chất oxy hóa này. Câu B là giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100%, tính khối lượng MnO2 cần dùng để thu được 2,479 lít khí calo, điều kiện chuẩn. Rồi, trước tiên chúng ta đi làm câu A trước. Câu A này. Câu A làm hai ý, nhất là lập phương trình hóa học, thứ hai là chỉ rõ chất khử chất oxy hóa. Chúng ta ghi lại phản ứng là MnO2 cộng cho HCl tạo ra MnCl2 cộng Cl2 và cộng cho nước. Đầu tiên chúng ta xác định số oxy hóa. Oxy là -2, là -4 thì buộc mangan phải là cộng 4. Chỗ này là clo -1 là -2, để bằng 0 thì mangan là cộng 2. Còn clo trong HCl là -1, trong Cl2 đơn chắc là 0. Rồi chúng ta xác định luôn chất khử chất oxy hóa luôn nè. Chất khử là ai đây? Thế là mangan cộng 4 mà giảm cộng 2 là chất oxy hóa rồi. Chất khử sẽ là HCl, bởi vì calo -1 lên 0 là tan rồi. Còn chất oxy hóa sẽ là ở đây, oxy hóa là HCl. Rồi tiếp theo là chúng ta viết các quá trình oxy hóa khử. Các quá trình oxy hóa khử đây thì đầu tiên là mangan này, mangan là cộng 4 nó giảm xuống cộng 2 thì lấy 4 trừ 2 là còn 2, nhận 2A. Còn calo là trừ 1 nè, tan lên 0 mà có 2 calo căn bằng này 2 lần này, vậy lấy là trừ 2 rồi lấy gì đấy 0 trừ cho 2 thì là cái này sẽ là nhường 2A ở trong đúng không, sẽ là lấy đằng trước đằng này trừ 2 thấy chưa, trừ 2 này đây là 0 này và đây nhường 2A đúng không, nhường 2A thì mình đem qua bên phải là cộng 2A bên phải này, nhân đây 22 tỷ lệ là 11 và nhân đây cho 1, nhân là cho 1. Rồi măng gan là số 1, hệ số 1 không chưa, là số 1 khỏi ghi này, đó là số 1 khỏi ghi này. Còn calo này là 1 mà nhân là 2 chưa, 2 này cái này sẽ là 2 calo đủ rồi. Vậy calo chỗ này sẽ là mấy đây, sẽ đếm sau này là mấy, 2 với 2 là 4, vậy 4 HCl. Vậy nước sẽ là 4 chia 2 còn 2 nước. Căn bàn xong rồi, căn bàn sau đó chúng ta ghi lại cho người ta biết là phương trình hóa học sẽ là gì đây, MnO2 cộng HCl để cộng 4 lần này tạo ra là MnCl2 cộng cho Cl2 và cộng cho 2 nước. Rồi bây giờ câu A xong rồi, làm câu B này. Câu B giờ yêu cầu tính gì đây, tính khối lượng MnO2. Để tính được khối lượng MnO2 thì chúng ta phải tính được mol MnO2. Mol MnO2 thì bằng mol calo tỷ lệ 11 thấy chưa, theo phản ứng suy ra mol MnO2 thì bằng mol khí Cl2, mà mol Cl2 thì ở đây họ cho mình rồi, cho V rồi, ở điều kiện chuẩn thì chúng ta lấy thể tích chia cho 24,79 và lấy 2,479 này đem chia cho 24,79 rồi đã bấm được xem 2,479 chia cho 24,79 thì bạn nó bạn là 0, gì đây nó bàn bao nhiêu đây, nó bàn là số nhỏ vậy ghi có sai à, cái ghi sai rồi, chỗ này là 24,79 mà 0,1 bàn 0,1 mol. Rồi có số mol rồi, tính khối lượng được chưa, vậy khối lượng của MnO2 là bàn số mol là 0,1, mangan là 55 cái này cộng 16 nhân 2 là 32 là 87, 0,1 nhân 87 là bàn 8,7 gom. Rồi xong câu 29. Câu tiếp theo là câu 30. Câu 30 cho phản ứng calo graphite cộng cho O2 trạng thái khí này, nhiệt độ lên thì được là tạo thành khí CO2 trạng thái khí. Delta F H0298 CO2G là bằng trừ 393,50 kJ. A cho biết ý nghĩa của giá trị delta F H0298 CO2 ở trạng thái khí là cái gì? Câu A trước này. Câu A. Thì delta F H0298 CO2G này đó là gì biết không? Là lượng nhiệt tỏa ra khi tạo thành một mol CO2 từ các đơn chất ở trạng thái bền nhất ở điều kiện chuẩn. Đấy chưa? Ở điều kiện chuẩn chứ không phải là điều kiện tiêu chuẩn nghe chưa? Điều kiện chuẩn. Rồi ghi này. Delta F H0298 mở ngoặc CO2 này, G này, nó nguyên vàng của họ lại. Bàn -393,50 kJ. KJ chưa? KJ này là trên mol á, thiết cho mol nè, trên mol. KJ trên mol này là lượng nhiệt tỏa ra là lượng nhiệt tỏa ra nha, tỏa ra khi tạo thành khi tạo thành một mol CO2, nhớ là trạng thái khí, từ các đơn chất ở trạng thái bền nhất, đúng không? Trạng thái bền nhất, từ các đơn chất ở trạng thái bền nhất ở điều kiện chuẩn, ở điều kiện chuẩn. Rồi câu B, hợp chất CO2 trạng thái khí bền hơn hay kém bền hơn về mặt năng lượng so với các đơn chất bền carbon, graphite và oxy trạng thái khí, thì delta F của mình nó là bèn âm, số âm, do đó thì nó nhỏ hơn không, nên hợp chất CO2 trạng thái khí này bền hơn gì? Bền hơn về mặt năng lượng so với các đơn chất bền carbon, graphite và oxy trạng thái khí. Rồi delta F H0 298 CO2G bằng âm 393,5 kJ trên mol. Cái này nó nhỏ hơn không? Suy ra hợp chất CO2 trạng thái khí này bền hơn về mặt năng lượng chú ý nha, về mặt năng lượng so với các đơn chất carbon, graphite và oxy trạng thái khí. Vậy là xong câu 30. Câu cuối cùng là câu 31. Cho phản ứng như này, biết rằng năng lượng liên kết đơn vị là kJ trên mol ở điều kiện chuẩn của H với H là 436, của C với C là 347, của C với H là 414, của C nối 3 với C là 839. Hãy cho biết ở điều kiện chuẩn phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt. Nếu mà chúng ta tính cái biến thiên entropy á, nó lớn hơn không thì nó là thu nhiệt, còn nếu nó nhỏ hơn không là tỏa nhiệt, đúng không? Vấn đề ở đây chúng ta đi tính biến thiên entropy trước rồi đó. Thì ta có đầu tiên này, chúng ta sẽ viết phản ứng này, cấu tạo này chi tiết ra. Tôi ghi là phản ứng viết lại nha, viết lại phản ứng cho rõ ràng này là C nối 3 này, cái này là viết ra thành H này đó, còn hydro viết thành là H với H. Cái này chưa cân bằng nha, cân bằng số 2 này, thấy không? Cân bằng số 2 này là 6, bên phải là 6 hydro, bên trái mới có 4 thôi, phải là 6 mới được 2 lần này, không cân bằng là sai bài này đó nha. Chỗ này là viết tách ra là thành cấu tạo chi tiết ra, C với C này, ở đây 3H này, đủ chưa? 3H này cũng 3H, đủ rồi. Nguyên tắc là carbon có trị 4, hydro có trị 1, vậy thôi. Đây chúng ta ghi là G này, đúng không? Đây ghi G này, đây ghi G chính xác như vậy. Rồi delta ta có delta RH0 298 sẽ bằng lấy cái năng lượng lúc đầu trừ lúc sau. Lúc đầu là có hai chất này, đúng không, là C2H2 với lại hydro á. Ban đầu thì tới với chỗ đây là C với C này, đúng không? C với C có mấy đây? C với C thì có 1 này, thấy không? Còn C với H là có mấy đây? C C với H là có 2 chưa, 1 là 2 này, làm cái C với H trước đi. Vậy AB này của C với H là 2 lần đó, nhân 2 lần trước. Còn của C nối đâu, C nối 3 với C là có 1 thôi, cộng cho AB của C nối 3 với C, đúng chưa? Rồi cái phần H với H này là cộng cho AB của H với H, nhưng mà nhớ là nhân 2 lần trước nó có 2 lần này, thấy chưa? Rồi cái đây là cái chất ban đầu nè, năng lượng chất ban đầu trừ năng lượng chất sản phẩm này. Sản phẩm nó có ai? Một chất thôi. Thì đây thì có gì? AB nó có giữa C với C, đúng không? Giữa C với C này, rồi giữa C với H, đúng không? Giữa C với C trước đi, là C với H trước là có mấy? C với H là 1, 2, 3, 4, 5, 6, trừ cho 6 lần giữa C với H. Còn giữa C với C là có 1 thôi, vậy trừ cho 1 lần khỏi ghi, trừ là AB giữa C với C, rồi thay số vào là xong. Rồi 2 lần bằng 2 lần giữa C với H, C với H đều cho mình là bao nhiêu đây? Giữa C với H là 414, vậy 2 nhân cho 414 này, rồi cộng cho giữa C nối 3 với C là 839 cộng 839 này, cộng cho 2 lần giữa H với H, H với H là 436, vậy 2 nhân cho 436 này, trừ cho 6 lần giữa C với H, C với H thì 414, vậy nhân 414 này, trừ cho giữa C với C, C với C là 347, C nối đơn này, nhớ chưa? Nối đơn nối 3 riêng nha, 347. Rồi bấm máy thôi. Coi đúng chưa? 2 nhân 414 cộng 839 cộng 2 nhân 436 trừ 6 nhân 414 trừ cho 347, ok. Hai nhân cho 414 này, cộng cho 839 cộng cho 2 nhân cho 436 trừ cho 6 nhân 414 trừ cho 347, ra một con số là -292. Bằng -292, đơn vị là kilojoules trên mol. Do này nó nhỏ hơn không chưa? Nhỏ hơn không. Đây chính là phản ứng tỏa nhiệt. Còn lớn hơn không là thu nhiệt. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.